Om Namaskaya, chào bạn thân mến. Nguyễn Hiếu rất vui được gặp lại bạn trong video này. Và theo như nhu cầu của học viên đó, thì Nguyễn Hiếu trong cái video này thì sẽ chia sẻ hướng dẫn những cái bài tập và cái phương pháp để giúp cho chúng ta giảm được cái mỡ bụng, thu gọn cái vùng bụng và làm sạch cho toàn bộ cái hệ nội tạng của chúng ta. Bạn thân mến, để có được một cái vòng eo thon gọn và săn chắc thì cái việc mà chúng ta luyện tập là điều vô cùng quan trọng. Chúng ta cần phải luyện tập hàng ngày ít nhất là 30 phút và tốt nhất là từ 60 phút cho đến 90 phút. Ngoài cái chế độ luyện tập thì chúng ta cũng cần phải lưu ý đến cái chế độ ăn uống của chúng ta. Khi mà chúng ta muốn giảm mỡ bụng, bởi vì là chúng ta đang có thừa mỡ mà, thì cái việc mà chúng ta nạp mỡ vào là cái điều chúng ta cần phải tránh tối đa. Chúng ta hạn chế ăn những cái đồ ăn như là có nhiều dầu mỡ, chiên, xào, nướng, rán chẳng hạn, thì chúng ta phải bỏ qua những cái đồ ăn đó, chúng ta chỉ ăn đồ luộc. Và cái thức ăn thịt của chúng ta thì chúng ta sẽ ăn thịt ức gà màu trắng và ăn cá. Chúng ta có thể đun hoặc là chúng ta hấp, và chúng ta cũng tránh xào nhé, và tránh sử dụng dầu mỡ tối đa trong cái giai đoạn mà chúng ta luyện tập những cái bài tập giảm eo. Chúng ta ăn những cái nhiều rau và trái cây tươi, và cũng tránh ăn rau xào nhé. Và đặc biệt là cái tinh bột thì chúng ta cũng hạn chế, sau 8 giờ tối thì chúng ta không có ăn thêm bất cứ tinh bột, hoặc là chúng ta ăn những cái thức ăn chiên xào. Sau 8 giờ tối thì chúng ta chỉ uống nước và chúng ta ăn trái cây thôi. Buổi chiều thì chúng ta nên ăn sớm, và bữa sáng của chúng ta thì nên ăn đầy đủ dinh dưỡng. Bữa trưa chúng ta ăn nhẹ nhàng thôi. Và cái điều quan trọng nhất là chúng ta nhớ là phải uống thật nhiều nước. Mỗi một ngày chúng ta có thể uống 2 lít rưỡi đến 3 lít nước, và uống thành nhiều giờ trong ngày, tránh uống nhiều nước quá trong một lúc, để chúng ta luôn luôn có cái sự thải độc và làm sạch cho toàn bộ cái đường ruột của chúng ta. Thì sau khoảng 1 tuần đến 7 ngày thì bạn sẽ thấy rằng là cái vòng eo của mình đã thu gọn được rất là nhiều rồi. Và một cái phương pháp tiếp theo nữa để áp dụng cùng với cái chế độ luyện tập của chúng ta, đó là chúng ta có thể sử dụng cái đây là cái tinh dầu làm cho giúp cho chúng ta tan cái mỡ cái vùng bụng, tạo nhiệt, bởi vì cái mỡ chỉ tan chảy khi mà chúng ta có nhiệt tác động vào. Thế chính vì vậy khi mà chúng ta trước khi luyện tập thì chúng ta sẽ đổ cái tinh dầu này vào tay, sau đó chúng ta xoa vào cái vùng bụng của chúng ta này, vào cái vùng hai bên, và những cái vùng nào mà có mỡ mà chúng ta muốn giảm thì chúng ta xoa, đổ cái dầu này ra tay, và chúng ta xoa đầy ở vào cái vùng bụng. Chúng ta xoa như vậy khoảng 3 đến 5 phút, 3 đến 5 phút. Sau đó thì bạn nếu như mà có cái đai quấn bụng thì bạn sẽ đeo đai vào luôn để tác động thêm nhiệt, để giúp cái mỡ của chúng ta tan được nhanh hơn. Hoặc là một trong số những cái cách sử dụng rất là thông dụng mà Nguyễn Hiếu hướng dẫn cho các học viên của Nguyễn Hiếu và đạt được cái hiệu quả rất là tốt, là bạn cũng có thể sử dụng bằng cái màng bọc thực phẩm này. Sau khi bạn xoa tinh dầu vào bụng rồi thì bạn sẽ quấn cái màng này vào quanh cái vùng bụng của mình, quấn như vậy khoảng 5 đến 7 vòng bằng cái màng quấn. Và chúng ta sau khi tập xong thì chúng ta để màng và cái tinh dầu như vậy khoảng chừng 1 tiếng thì chúng ta sẽ lau sạch đi, hoặc là chúng ta đi tắm nhé. Rồi, và sau khi mà các bạn đã xoa những cái tinh dầu như vậy vào thì kết hợp với cái chế độ ăn mà Nguyễn Hiệu vừa hướng dẫn cùng với cái chế độ luyện tập 30 phút đến 60 phút hoặc là 1 tiếng rưỡi mỗi một ngày, thì sau khoảng 1 tuần thôi, bạn có thể thấy rằng là cái vòng bụng của bạn có thể giảm tới 5 cm, 5 cm trong vòng 1 tuần. Và cứ kiên trì kiên nhẫn như vậy thì chỉ 1 tháng thôi, bạn sẽ thấy rằng là bạn sẽ thu gọn được cái vòng eo vô cùng săn chắc. Nào, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu đến với bài tập yoga giảm mỡ bụng. Chúng ta bắt đầu nha. Trước tiên thì chúng ta sẽ dành một vài phút để điều chỉnh cái nhịp thở của mình và tăng cái sự tập trung, và hãy tập trung vào cái vòng eo, số đo vòng bụng mà bạn mong muốn. Ví dụ như bạn muốn eo của mình 60 hoặc là 65 thì bạn chỉ luôn luôn ghi nhớ ở trong đầu của bạn là sau khoảng 1 tuần, 10 ngày hoặc là 1 tháng thì cái vòng bụng của bạn trở về 60 hoặc là 65. Nhớ luôn luôn nghĩ ở trong đầu của mình như vậy, bạn sẽ thấy rất là hiệu quả và kỳ diệu. Nào, và chúng ta hãy bắt đầu điều chỉnh tư thế ngồi. Hai chân đan lại, lưng thẳng, đầu cổ gáy thẳng. Thả lỏng hai tay trên đầu gối, từ từ nhắm mắt lại. Hãy hít vào một hơi thật sâu,
đẩy bụng căng phồng lên, rồi thở ra, bạn xẹp bụng lại. Tiếp tục hít vào, bụng phình căng lên, rồi thở ra, xẹp bụng xuống. Hãy thả lỏng cơ thể, thả lỏng tâm trí của bạn. Điều chỉnh hơi thở nhẹ, sâu và dài. Luôn luôn ghi khắc ở trong tâm trí của bạn một thân hình thon gọn, một vòng eo lý tưởng. Hãy hình dung cơ thể của bạn thon thả như thế nào. Vòng eo của bạn thon gọn về chỉ số bao nhiêu. Hãy luôn ghi nhớ ở trong tâm trí của bạn và tận hưởng sự đẹp đẽ và những điều kỳ diệu mà yoga đem đến cho bạn. Từ từ hít vào một hơi thật sâu, rồi thở ra, bạn chắp hai tay trước ngực. Sau đó hít vào, bạn nâng vươn hai tay giãn duỗi thật dài cho xương sống. Thở ra, hạ tay xuống, thả lỏng. Rồi sau đó chúng ta chống hai chân ra phía sau, chống hai tay về phía trước, tư thế con mèo sẽ giúp xoa bóp nội tạng và đẩy sạch cái mỡ vùng bụng, làm săn gọn vùng eo và làm cho cái phần lưng của bạn hết sức quyến rũ. Nào, chúng ta bắt đầu. Hãy hít vào, bạn võng sâu lưng xuống, ngẩng ngoặt lên, đẩy cao cái vai của bạn lên. Chúng ta tập 10 lần. Rồi thở ra, kéo cao lưng lên, cúi đầu xuống giữa hai tay. Hít vào, võng sâu lưng ngẩng mặt lên. Thở ra, bạn hãy cong cao lưng lên và cúi đầu xuống. Tiếp tục hít vào, võng lưng ngẩng mặt lên. Rồi thở ra, cong cao lưng, cúi đầu. 4, hít vào thật sâu, võng lưng nào. Thở ra, bạn hít thở hoàn toàn bằng mũi nhé. 5, hít vào, võng sâu lưng xuống, ngẩng mặt lên. Thở ra, cong cao lưng lên, cúi đầu xuống. Tiếp tục hít vào, võng lưng ngẩng mặt. Thở ra, 3 nhịp nữa. 8, hít vào. Thở ra, 9, hít vào thật sâu, võng lưng ngẩng mặt nào. Thở, cong cao lưng lên. Nhịp cuối, hít vào. Rồi thở ra, siết chặt bụng lại khi bạn thở ra. Từ từ hít, bạn đưa cơ thể trở về vị trí ban đầu. Sau đó thở ra, bạn đẩy mông lên chữ V ngược, nhóm gót chân đi bộ tại chỗ, gia tăng sự dẻo dai cho gân và dây chằng ở vùng chân của bạn, ép vai xuống. Sau đó hít vào, bạn bước chân phải lên cạnh bàn tay của bên phải, bạn hạ đầu gối bên trái xuống. Sau đó nâng vươn hai tay lên, uốn cong lưng, mở ngoặt. Thế, nhớ siết chặt vùng lưng khi bạn uốn cong. Thở, bạn hạ xuống và chúng ta tập mỗi bên chân 5 lần. Hai, hít vào, thở ra, khi thở nhớ ép chặt bụng lại. Ba, hít, vươn tay lên, thở ra, hạ xuống. Bốn, hít vào, thở ra, nhịp cuối, hít, vươn tay lên, thở, hạ xuống. Nhịp cuối cùng, hít vào. Bạn nhớ hít thở hoàn toàn bằng mũi nha. Rồi thở ra, hạ tay xuống. Rất tốt, chúng ta đổi chân nào. Bạn thu chân phải về sau, sau đó hít vào một hơi thật sâu, bước chân trái lên cạnh bàn tay của bên trái, hạ đầu gối phải xuống. Sau đó từ từ hít, bạn vươn hai tay lên, thế
rồi thở ra, hạ tay trở về vị trí ban đầu. Nhịp hai, hít vào, vươn hai tay đẩy căng lồng ngực nào, siết chặt vùng lưng, rồi thở ra, hạ tay xuống. Ba, hít vào thật sâu, vươn hai tay lên, thở, hạ tay xuống. Bốn, hít vào, thở ra. Nhịp cuối, năm, hít, bạn vươn tay uốn cong lưng, rồi thở ra, bạn hạ tay xuống vị trí ban đầu. Từ từ bạn rút chân trái ra sau, trở về tư thế chữ V ngược và điều hòa hơi thở. Hãy hít vào thật sâu, rồi thở ra thật chậm. Tiếp tục nào, hít vào, bạn đẩy cơ thể về phía trước, thế phõng lưng ngẩng mặt, nhớ siết chặt cùng lưng để bảo vệ cột sống nha. Chúng ta tập 10 lần. Thở ra, siết chặt bụng khi thở ra. Hai, hít vào, rất tốt. Nhớ chỉ chống bằng mũi chân và bàn tay của chúng ta thôi, và đừng quên siết chặt vùng lưng lại. Thở ra. Ba, hít vào, võng lưng ngẩng mặt vào. Thở, đẩy hông lên. Bốn, hít sâu, võng lưng ngẩng mặt. Thở. Năm, hít vào, thở ra. Hít thở bằng mũi nha bạn, cố lên, chúng ta còn 5 nhịp nữa. Sáu, hít vào, thở ra. Động tác này còn giúp cho cái bắp tay của bạn thon gọn nữa đó, và nở cái phần ngực. Bảy, hít vào, thở ra. Tám, hít sâu, thở. Chín, hít vào, thở ra. Và mười, hít vào thật sâu, võng lưng ngẩng mặt lên, giữ đấy, hít thở đều 10 giây cùng Nguyễn Hiếu nào. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 và 1. Rồi từ từ thở trở về tư thế chữ V ngược, sau đó hít vào một hơi thật sâu. Thở ra thật chậm, nhẹ nhàng. Bạn hạ đầu gối xuống, ngửa lòng bàn chân lên. Chúng ta thư giãn thả lỏng cho cái cổ tay của mình. Mới vài động tác thôi mà Nguyễn Hiếu đã thấy mình toát hết mồ hôi rồi, rất là cơ thể đổ rất là nhiều mồ hôi, giúp thải độc cho cơ thể nè. Và khi mà tác động với cả cái dầu xoa để làm tan cái mỡ bụng và dưỡng cái da bụng của chúng ta nữa, thì bạn sẽ thấy rằng là sẽ hiệu quả rất là nhanh. Thả lỏng cho cái vùng cổ tay. Nào, chúng ta tiếp tục với động tác tiếp theo nha. Bạn hãy cố lên. Vươn hai tay về phía trước. Thế, tư thế giống như con mèo đó. Đầu gối của bạn mở rộng bằng vai. Nào, rồi từ từ hít, bạn bước đưa chân phải ra sau. Thế, nâng lên, nâng cao lên. Thở. Đá qua bên trái. Hai, hít và nâng cao lên. Thở ra, mỗi bên 5 đến 10 lần như vậy. 3, hít, chân đá lên, nhớ siết chặt vùng lưng. Thở, vặn qua bên trái. 4, hít vào. Thở ra, mỗi bên 10 lần luôn nha. 5, hít. Thở, đá qua bên trái. 6, hít vào. Thở ra. 7, hít, chân lên. Thở. 8, hít vào, thở ra. 9, hít chân lên, thở. Nhịp cuối 10, hít chân đá lên cao. Thở ra. Từ từ hít vào, thở, đưa chân về vị trí ban đầu. Nào, chúng ta đổi bên, tiếp tục với bên trái 10 lần nữa nào. Hít, đá chân trái lên cao, bạn hít thở vào đầu mũi, thở.
Bạn qua bên phải, hít vào, thở ra. Ba, hít chân lên, thở, vặn phải. Bốn, hít vào, thở ra. Năm, hít chân đá lên, thở, vặn qua bên phải. Sáu, hít vào, thở ra. Bốn nhịp nữa. Bảy, hít chân lên, cố lên ạ. Thở rất tốt. Tám, hít vào, chân trái đá lên, thở. Chín, hít, thở, vặn qua bên phải là nhịp cuối. Mười, hít vào, rồi thở ra. Rồi sau đó hít, đưa chân về vị trí ban đầu, thở ra, thả lỏng xuống. Chúng ta điều hòa hơi thở. Hãy hít vào một hơi thật sâu, thở ra, lùi mông ra sau, hạ trán xuống, điều hòa hơi thở. Hãy hít vào, rồi thở ra. Từ từ hít, nâng cuộn cơ thể lên, cuộn cơ thể ngồi dậy. Sau đó bạn xoay mông qua bên phải, thế hạ chân xuống. Chúng ta duỗi hai chân nào, mở rộng chân bằng vai và kéo căng gót chân ra, thế kéo chắc cơ mông ngồi xuống dưới sàn. Sau đó hai tay đặt trên đầu gối. Tiếp tục nha, chúng ta đang tạo nhiệt để đốt mỡ, và hãy hình dung cái phần eo của bạn thon thả như thế nào sau khi chúng ta luyện tập bài tập này chỉ một tuần, 10 ngày. Và hãy nhớ gửi cái số đo cho Nguyễn Hiếu nhé. Hít vào, nâng vươn hai tay lên, thở ra, vặn mình, siết chặt bụng khi thở ra, vặn mình qua bên phải. Hai, hít vào, thở ra, vặn vặn qua bên trái. Ba, hít vươn tay lên, thở, tiếp tục, vặn qua bên phải. Hít vào, vươn tay lên, thở, vặn qua bên trái. Động tác này sẽ giúp bắt kiệt vỡ mỡ vòng quanh vùng bụng của bạn. Hít vào, thở ra, mỗi bên 5 lần. Hít, tiếp tục vươn hai tay lên, thở, vặn qua bên trái. 4, hít vào, thở ra. Hít, vươn hai tay lên, thở, vặn qua bên trái. Vòng cuối, hít vào, thở ra. Bạn giữ ở đây 10 nhịp thở này. 10 giây cùng Nguyễn Hiếu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi, từ từ hít vào, nâng vươn hai tay lên, thế rồi thở ra. Bạn vặn qua bên trái, tiếp tục giữ 10 giây. Hít thở đều nha. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi từ từ hít vào, nâng vươn hai tay lên và thở ra. Nhẹ nhàng chúng ta nằm xuống, điều hòa hơi thở nào. Hai tay ôm vòng quanh rốn, thả lỏng cơ thể. Hãy hít vào thật sâu, rồi thở ra thật chậm. Tiếp tục, đưa hai tay đặt xuống dưới phần mông của mình, khuỷu tay mở sang hai bên. Rồi từ từ hít vào, kéo căng gót chân, nâng hai chân lên 90 độ. Thế, thở ra, bạn hạ hai chân xuống không chạm sàn. 15 nhịp, hai, hít chân lên, thở, hạ xuống. 3, hít chân lên, thở, hạ xuống. 4, hít chân lên, thở, hạ xuống. 5, hít vào, thở ra. 6, hít chân lên,
lên, thở hà xuống. Bảy, hít chân lên, thở hạ xuống. Tám, hít lên, thở xuống. Chín, hít lên, thở xuống. Mười, hít, thở. Mười một, hít chân lên, thở xuống. Cố lên. Mười hai, hít lên, thở xuống. 13, hít vào, rất tốt, thở ra. 14, hít chân lên, thở xuống. Nhịp cuối là 15, hít vào. Rồi từ từ thở ra, hạ nhẹ chân xuống, rồi thoát hai tay, thả lỏng thư giãn hết vùng bụng, vùng lưng nào. Hãy hít vào thật sâu, bụng phình lên, rồi thở ra, xẹp bụng lại. Từ từ hít vào, thở ra. Thêm một nhịp nữa nha. Hít vào thật sâu, đẩy bụng căng phồng lên, rồi thở ra, xẹp bụng lại. Sau đó bạn khép chặt hai chân lại, nhấn gót chân xuống. Từ từ hít, bạn nâng vươn hai tay lên, vươn hai tay kéo giãn duỗi dài trong cột sống. Sau đó nâng cơ thể một góc 45 độ, vươn hai tay về phía trước, thở ra. Hai, hít vào, thở ra. Chúng ta tập 10 nhịp nha. Ba, hít, thở. 4, hít, thở. 5, hít, thở. 6, hít, thở. 7, hít vào, thở ra. 8, hít, thở. Hai nhịp nữa nào, cố lên. 9, hít vào, thở ra. Và nhịp cuối 10, hít. Rồi, rất tốt. Và thở ra. Hạ cơ thể xuống, chúng ta thư giãn nha. Kết thúc bài tập này, hai tay ngửa nào, thả lỏng cơ thể. Hãy nhắm mắt lại, thả lỏng các khớp, thả lỏng các cơ, thả lỏng vùng bụng. Hãy hít vào một hơi thật sâu, bụng phình lên, thở ra, xẹp bụng lại. Và hít vào, phình căng bụng lên, thở ra, xẹp bụng xuống. Thả lỏng cơ thể, thả lỏng hơi thở, để cảm nhận sự thư giãn đang lan tỏa tới toàn bộ cơ thể của bạn. Toàn bộ cơ thể của bạn đang được thư giãn. Thư giãn. Thư giãn. Từ từ đánh thức cơ thể của bạn, nhúc nhích các ngón chân, ngón tay, xoay nhẹ cổ chân, cổ tay, xoay đầu sang phải, sang trái, sang phải, sang trái, và đưa đầu về trung tâm. Sau đó bạn khép chân lại, hít vào, vươn hai tay lên, giãn duỗi thật dài cho cột sống, rồi nâng bật cơ thể ngồi dậy. Như vậy là chúng ta đã kết thúc bài tập ngày hôm nay rồi.
Và bạn sau khi thư giãn vài phút thì bạn có thể luyện tập lại một lần nữa để gia tăng cái hiệu quả tốt hơn và nhanh hơn cho cái việc loại bỏ cái mỡ thừa vùng bụng và sớm để thu gọn cái vòng eo nhỏ nhắn, thanh thoát và cái vùng lưng mềm mại quyến rũ cho bạn đã nhé. Cảm ơn bạn đã tham gia luyện tập cùng Nguyễn Hiếu. Và nếu như có bất cứ mong muốn hoặc là cái sự trợ giúp gì thì bạn hãy để lại cái số điện thoại kèm với cái mong muốn của bạn để cho đội ngũ Nguyễn Hiếu có thể kịp thời chăm sóc và tư vấn cho bạn để giúp cho cái quá trình luyện tập giảm eo của bạn đạt được cái hiệu quả nhanh nhất và tốt nhất đối với cơ thể và với sức khỏe của bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại bạn vào những bài tập tiếp theo.